Ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại khu vực vườn thú Thủ Lệ đã có hàng chục nghìn lượt người ở các tỉnh thành đổ về tham quan. Do thiếu điểm trông giữ phương tiện nên nhiều đoạn đường gom, vỉa hè đã được Ủy ban nhân dân phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình trưng dụng làm điểm trông giữ xe. Tuy nhiên, có một số điểm trông giữ xe tự phát không có vé, thu tiền quá giá đã xuất hiện xung quanh điểm vui chơi này. Qua kiểm tra các điểm trông giữ xe trên đường Bưởi, lực lượng liên ngành đã phát hiện nhiều điểm trông xe sử dụng diện tích sai phép, bảng niêm yết giá tẩy xóa không rõ ràng. Cá biệt có điểm trông xe tự phát dưới gầm cầu vượt Đào Tấn, không trao vé cho khách hàng, thu tiền quá giá quy định. Kỳ nghỉ lễ còn kéo dài 2 ngày nữa, dự báo tại các di tích danh lam thắng cảnh trên địa bàn quận Ba Đình sẽ có hàng trăm nghìn du khách thập phương đến tham quan, vui chơi giải trí. Do đó, lực lượng thanh tra giao thông vận tải quận sẽ liên tục ứng trực trong những ngày nghỉ, vừa hướng dẫn phân luồng, vừa kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, phấn đấu không để xảy ra những hiện tượng phản cảm, treo kéo, tăng giá, ép giá đối với du khách và người dân thủ đô.